Alo, alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay tranh thủ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề. Với chủ đề đó là chọn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị hay là đầu tư cổ tức. Thì thực ra thì trên thị trường chúng ta thì có rất nhiều loại cổ phiếu mà chúng ta có thể phân loại nó ra hoặc là bằng cái cách nào đó để chúng ta để lựa chọn cái phương pháp mà chúng ta đầu tư. Bởi vì sau hai cái video clip mình có chia sẻ một cái video clip về vấn đề về cổ tức. Cổ tức thì mình chia sẻ rất nhiều clip rồi, đúng không? Rất nhiều clip về cách thức chọn rồi về đầu tư như thế nào, về hướng dẫn rồi về những lưu ý này kia vân vân. Về cổ tức thì mình chia sẻ khá là chi tiết rồi. Vậy rồi còn cái hôm qua mình có chia sẻ về cái cổ phiếu của nhóm ngành điện ha, thì mình nói nó là nhóm cổ phiếu phòng thủ, nhóm cổ phiếu an toàn. Đó, thì các bạn lại cũng comment khá nhiều, bạn nhắn tin ha, comment cũng có, nhắn tin cũng có. Đó, thì hỏi là bây giờ là vậy thì nên chúng ta nên như thế nào ha? Với nhà đầu tư thì chúng ta nên đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng hay là cổ phiếu giá trị hay là chọn đầu tư vào cổ tức. Đó. Còn có bạn thì bảo hôm trước anh nói anh chia sẻ là anh có đầu tư 50% cổ tức rồi 50% 30% tăng trưởng gì đó rồi giá trị anh không đầu tư hay sao rồi gì 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 đó, thì nói chung là rất rất nhiều các vấn đề mà các bạn chia sẻ đó. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại mình chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là chọn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị hay là cổ phiếu cổ tức và cái phương pháp nào là tốt nhất cho chúng ta. Thì cái này mình đưa ra để cho mỗi người có một góc nhìn thôi, chứ không phải là mình nói các bạn là nên theo mình hay là nên theo một cái trường phái nào. Còn còn thuật ngữ cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu giá trị thì thực ra nó chỉ là một cái cách thức thôi, một cái thuật ngữ để chúng ta gọi thôi. Còn về cơ bản thì mình luôn luôn nói là cái gì gì nó cũng chỉ hướng tới một thứ duy nhất, đó là lợi nhuận thôi. Còn dù bạn tăng trưởng hay không tăng trưởng mà không có lợi nhuận thì cũng vứt, mà có cổ phiếu giá trị mà không có mang lại lợi nhuận thì cũng vứt luôn. Đấy, thì mình chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay nó là như vậy. Trước khi đến với chủ đề chính ha, thì những bạn nào lần đầu tiên xem video của mình thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nha, để các bạn có thể xem được nhiều các video khác hữu ích trong kênh của mình. Đây, các bạn thấy trong kênh của mình có khá nhiều các video chia sẻ về kinh nghiệm về thị trường cũng như là về cách thức đầu tư và một số nhận định về ngành cũng như là các cái thông tin liên quan để cho chúng ta có những cái góc nhìn, những cái cách thức để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Và khi các bạn xem video thì các bạn có thắc mắc gì về cái chủ đề mà mình chia sẻ trong video đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới, hoặc là các bạn có góp ý hoặc là đề xuất một cái chủ đề gì khác mà các bạn quan tâm thì nếu nhiều người cùng quan tâm một chủ đề thì mình sẽ chia sẻ. Và các bạn có yêu cầu về nhận định, muốn nhận định về một cổ phiếu hoặc một dòng cổ phiếu nào đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới thì mình sẽ tranh thủ mình chia sẻ với phản hồi với các bạn. Nhân đây thì mình cũng chia sẻ thêm một ý nữa là có khá nhiều bạn là cũng hỏi mình ha, có thể là comment ở video hoặc là nhắn tin trên Zalo, Facebook gì đó. Hỏi mình là mình có phải là gì broker hay không, làm việc ở công ty chứng khoán nào, thì thực tế là cái này là không phải ha, mình không có tham gia làm việc cho công ty chứng khoán, mình chỉ là một nhà đầu tư cá nhân giống như các bạn thôi, đầu tư bình thường thôi, đầu tư thêm thôi, chứ không phải là dân chuyên, cũng không phải là thầy dạy chứng khoán luôn ha. Có nhiều bạn thì cứ gọi bằng thầy xong rồi gọi hỏi là thầy có nhận học trò, có nhận người dạy không, có nhận dạy kèm hay không, người chỉ dẫn gì tùm lum cho nó. Nói chung là mình y như các bạn thôi, mình cũng làm nhà đầu tư ha, bình thường, không phải là thầy cũng không phải là broker đó, nói chung đầu tư bình thường để kiếm thêm thôi. Còn công việc của mình là làm văn phòng, làm việc khác đó. Rồi một số bạn lại hỏi là cái thời gian up video của anh là thời gian nào, thì đúng là thực sự là mình không có thời gian cố định trong cái việc up video. Thường thường thì sẽ tranh thủ up vào buổi tối bởi vì ban ngày mình sẽ phải đi làm đó, tối về còn phải phụ gia đình trông con này này nọ nữa, cho nên là lúc nào rảnh lúc nào thì mình làm lúc đấy thôi, chứ cũng không phải là bảo sao ông không up thế up video một cái thời gian nào đó cố định như để còn biết đường canh mà theo dõi. Thế đấy thì cũng chịu luôn, rảnh lúc nào làm lúc đấy. Và nhiều khi là các bạn hỏi về chủ đề nào thì mình sẽ làm về chủ đề đó, nhiều nhiều người quan tâm chủ đề thì mình hỏi, chứ mình cũng không, nói chung là như mình nói là mình không 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 mình vừa phải đi làm này, phải do cho gia đình rồi còn bạn bè nữa, thì rảnh lúc nào làm lúc đấy. Cái thứ hai là các bạn lại góp ý là bảo là sao làm video thì nó theo những cái chủ đề nhất định hoặc là theo thứ tự để cho mọi người có thể hiểu. Thật ra cái này thì cũng cũng rất là khó nói ha. Mình nhất là mình không phải thầy, không phải thầy cho nên mình cũng chẳng có tài liệu, chẳng có giáo trình, chẳng có giáo án gì cả đó. Mình thấy các bạn chỉ quan tâm cái chủ đề nào thì mình chia sẻ thêm ha, bằng cái kinh nghiệm thôi, để nói cho các bạn, để các bạn hiểu và các bạn có thêm những cái kiến thức để chúng ta đầu tư. Chứ bảo xin tài liệu về một chủ đề nào đó thì chịu, mình chẳng có tài liệu gì cả, mình cứ nói vậy thôi ha. Mà nói rất nhanh luôn đấy, các bạn nào nghe kịp thì kịp, không kịp thì thôi, không có sao hết. Nó rồi cũng chẳng có thứ tự gì cả, các bạn hỏi chủ đề gì thì mình chia sẻ chủ đề đó, chứ không phải là bảo sao anh không làm clip anh hướng dẫn từ A tới Z luôn, từ đầu chí cuối để cho một người không biết gì mà xem clip của anh có thể đầu tư được, thì cái đấy chắc là mình không không không, không làm được, không, mình làm lung tung hết ha. Thấy cái gì hay mà thấy cái chủ đề gì mà các bạn quan tâm nhiều mà nó đảm bảo cho các bạn có thể là tích lũy được các kinh nghiệm đầu tư tốt thì mình làm, thế thôi, còn cũng chẳng cầu mong một cái gì cả ha. Thì mình chia sẻ như vậy để cho các bạn
hiểu thêm thôi chứ không có vấn đề gì. Nhiều bạn lại cũng nhắn tin hỏi nhiều cái nó không 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 ấy. Rồi thêm một cái nữa là các cái thông tin liên quan ấy, các cái thông tin liên quan đến cái thông tin liên quan đến mình thì mình thường là các bạn ở đây này, các bạn tìm hiểu ha, Zalo, Facebook mình có để trên này ha, các bạn click vào cái phần đây. Khi các bạn xem một video thì dưới đây các bạn click vào chữ hiển thị thêm này, nó ra nó có cái Facebook và cái số Zalo của mình. Đó, nhưng mà tuy nhiên là Facebook của mình hiện tại nó đã full rồi, chúng ta không 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 thể add thêm 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 bạn được nữa ha. Nó full rồi thì các bạn nhấn theo dõi cũng được, nhưng mà tuy nhiên mình không có đăng cái gì trên Facebook đâu, kể cả Zalo mình cũng không đăng gì hết, thường xuyên là ít đăng lắm. Facebook và Zalo nó chủ yếu là dùng cho công việc thôi, cho nên là cũng không không có đăng nhiều. Các bạn có thể nhắn tin qua Facebook hoặc nhắn tin qua Zalo thì mình sẽ phản hồi. Còn không đâu là tốt nhất là các bạn comment ở phía dưới này, để mình có thể là mình trả lời dưới này. Rồi các bạn chịu khó thì các bạn cũng có thể là muốn nó hay hơn đó, thì các bạn chịu khó xem clip xong thì các bạn cũng đọc qua cái comment này này, bởi vì có thể là những câu hỏi của các bạn thì nó cũng trùng với những câu hỏi mà các bạn đây đã hỏi rồi và mình đã cố gắng mình trả lời đây rồi, thì các bạn cố gắng là làm sao đó để mình hỏi mà đừng cho nó trùng với những cái ý của những bạn khác đó, thì mình đỡ mất công mình trả lời các bạn hơn đó. Các bạn hiểu hiểu cái ý này, tại vì mình luôn luôn mình phản hồi rất nhanh trong cái phần trả lời của tin nhắn này. Rồi nhiều khi các bạn nhắn tin qua Zalo thì rất nhiều bạn nhắn thì mình trả lời không kịp và có những cái ý là nó trùng nhau. À, bạn này hỏi rồi vừa hỏi xong thì bạn kia lại hỏi nữa thì mình cũng lại vẫn câu trả lời đó mà trả lời thì nó không hay. À, các bạn comment đây rồi chịu khó các bạn đọc một tí thì nó bớt đi ha, chúng ta cùng cùng hỗ trợ cho nhau chứ cũng không không phải là mình lười hay là không phải gì hết. À, thì đó đó là một số ý mà mình chia sẻ thêm để cho chúng ta cùng nhau đầu tư cũng như là các bạn ủng hộ cho cái kênh của mình như vậy. Rồi quay trở lại nội dung chính đó, thì cái vấn đề này là vấn đề muôn thuở. À, tham gia vào thị trường này thì chúng ta cũng luôn muốn biết là, tức là khi các bạn tìm hiểu thì các bạn cũng nghe nói là tôi theo trường phái đầu tư tăng trưởng, tôi theo trường phái đầu tư giá trị, rồi trường phái cổ tức này, đó là các cái trường phái thôi, trường phái mà đó là cái cách người ta gọi thôi. Còn bản chất dù ông theo bất kỳ một trường phái nào mà ông đầu tư mà nó không có lợi nhuận thì đấy không gọi là đầu tư, đấy nó gọi mang tiền ném qua cửa sổ. À, nói rõ là như vậy, còn mấy cái thuật ngữ này các bạn không nên quan tâm nhiều. Còn nhưng mà để tôi chia sẻ một số ý ha. Thứ nhất đối với cái cổ phiếu, để xem lại, đối với cái cổ phiếu tăng trưởng á, thì bản chất nó là một cái cổ phiếu người ta gọi là nó không không có tính chu kỳ, không có tính chu kỳ, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ của một nền kinh tế hay là chu kỳ của thị trường hoặc là chu kỳ của một cái chỉ số nào đó, ví dụ chỉ số VN Index đi chẳng hạn, thì nó tức là nó không phải là nó không ảnh hưởng, nhưng mà nó chịu tác động rất là nhỏ, thì nó gọi là một cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu phòng thủ đó. Hôm qua tôi nói là nhóm ngành điện chẳng hạn, thì cái nhóm ngành cổ phiếu tăng trưởng hay là gọi là mình gọi là cổ phiếu không có chu kỳ này thì nó không bị tác động bởi yếu tố thị trường nhiều, không bị tác động bởi cái chu kỳ kinh tế. À, thì nó là nhóm 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 cổ phiếu này thì nó sẽ bao gồm những cái cổ phiếu thuộc những cái ngành mà nó rất là đặc thù. Chúng ta thấy ví dụ như ngành điện nước chẳng hạn. Đó, rồi ví dụ như là năng lượng khí đốt, dầu khí này nọ đó. Rồi thực phẩm. Bởi vì sao tôi nói điều này? Bởi vì các bạn thấy rằng trong dù có khủng hoảng kinh tế như thế nào, dù mà kinh tế Mỹ có đi xuống hay kinh tế Trung Quốc hay kinh tế Việt Nam có đi xuống như thế nào thì các bạn vẫn phải sử dụng điện, đúng không? Các bạn vẫn phải chạy xe hàng ngày, các bạn vẫn phải đổ xăng, đúng không? Đấy, các bạn vẫn phải sử dụng nước để sinh hoạt, nước tắm, nước ăn, nước uống, rồi sử dụng nước thì là ngành nước đó, điện nước rồi xăng dầu, năng lượng là chúng ta vẫn phải sử dụng. Chúng ta dù nó có khủng hoảng, đại khủng hoảng hay là khủng hoảng, hay là dù nghèo khó, hay dù nó có tăng giá xăng cỡ nào, tăng giá điện cỡ nào, chúng ta vẫn phải xài. Đó là nó không không có chu kỳ, tức là nó không phụ thuộc gì cả. Hoặc là như lĩnh vực thực phẩm chẳng hạn, giờ các bạn khủng hoảng kinh tế thì kệ chứ, các bạn có phải ăn không, vẫn phải ăn đúng không, các bạn phải mua nước mắm không, phải mua muối không, vẫn phải có, không có mấy thứ đấy sao sống được, có phải mua gạo không. Thì đó thì cái nhóm đó là nhóm cổ phiếu không có chu kỳ, không có chu kỳ thì nó không bị tác động, dù đấy chúng ta thấy là dù như thế nào, dù nó có tăng điện, giá điện tăng bao nhiêu phần trăm, 8 mấy% hay là thực tế là lên mấy chục phần trăm gì thì chúng ta kêu ca thì kêu ca, nhưng mà ta vẫn xài, các bạn có ngừng xài đâu, đúng không? Thậm chí nhiều khi còn cùn lên, còn xài quá đi đấy. Thì chúng ta nói là đây là những cái cổ phiếu tăng trưởng hoặc là những cổ phiếu không có chu kỳ là những cái thứ mà chúng ta không không thể thiếu được, không thể thiếu được, đúng không? Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải cần có điện, phải có nước, cần có mắm muối, bột ngọt, thực phẩm, rồi xà bông, rồi dầu gội, ví dụ vậy đó. thì nó là nói chung là bản tự tự thân những cái cổ phiếu này nó sẽ không, nó gọi là cổ phiếu phòng thủ, bởi vì nó không có bị tác động bởi một cái chu kỳ nào hết, chu kỳ của nền kinh tế dù đi lên đi xuống vậy. Tất nhiên khi đi lên thì nó lại có những cái điều kiện thuận lợi để nó đi lên, nó còn tốt hơn, còn khi mà đi xuống thì nó bản thân của nó là những cái thứ mà chúng ta không thể bỏ được, cho nên chúng ta vẫn phải sử dụng đó. Rồi thì ngược lại với nó thì những cái cổ phiếu mà có tính chu kỳ,
Tính chu kỳ ở đây là gì? Thường là nó theo một cái chu kỳ kinh tế hoặc là theo một cái dòng nhất định. Ví dụ chúng ta thấy là khi mà kinh tế mà đi lên chẳng hạn, một khi đi lên thì những cái ngành mà nó gọi là nó không cần thiết lắm trong đời sống xã hội nhưng mà nó vẫn có thể là phát triển được trong một cái chu kỳ kinh tế đi lên. Nó ví dụ như là các bạn có thể là ví dụ như lĩnh vực công nghệ đi chẳng hạn. Nói các bạn không có cơm ăn nữa thì lấy gì, các bạn mong chờ một cái điện thoại hay là đòi mua xe hơi thì lấy đâu ra, thì các bạn không có tiền, không có đồ ăn đó, thì tức là những cái cổ phiếu mà nó có tính chu kỳ thì nó mang một cái đặc trưng khác ha. Và thường những cổ phiếu này cái giá trị của nó sẽ tăng rất là cao theo cái chu kỳ của thị trường hoặc là của nền kinh tế. Ví dụ như vậy, khi như các bạn như khi mà đất nước mà khi mà kinh tế đi lên cao chẳng hạn thì bắt đầu là chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta mới nghĩ đến việc mua xe ô tô thì cái ngành ô tô nó mới tăng trưởng được. Đó. Hoặc là chúng ta sử dụng các cái công cụ khác, ví dụ như là laptop rồi điện thoại này kia mà chúng ta phải có tiền chúng ta mới mua được. Nó thì nó phụ thuộc, còn khi mà kinh tế đi xuống khó khăn quá chúng ta thắt chặt chi tiêu thì làm gì mà chúng ta bỏ đầu tư tiền vào cho những cái khoản mục đó. Đúng không? Trong danh mục chi tiêu của các bạn sẽ không bao giờ có những khoản đó. Tức là ví dụ một cái điện thoại chúng ta có thể mua chúng ta xài 5 10 năm nhưng mà không thể một ngày chúng ta không ăn. Đó, nói như vậy để cho các bạn hiểu. Và cái chu kỳ kinh tế mà nó đi xuống thì nó sẽ kéo theo. Cái thứ hai á là cái nó có tính chu kỳ là bởi vì sao? Bởi vì nó bị phụ thuộc vào cái dòng tiền. Hôm trước có bạn hỏi là về cái vấn đề về 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 dòng tiền nó sẽ luân chuyển như thế nào. Thì đấy, chúng ta thấy ví dụ như là khi mà tôi nói giả sử trong trường hợp mà khủng hoảng chẳng hạn, các bạn để ý trên cái vấn đề về thanh khoản của thị trường ấy. Khi mà khủng hoảng do nguy cơ chiến tranh hay nguy cơ gì thì vàng nó sẽ lên giá. Nguy cơ chiến tranh mà xảy ra thì vàng lên giá, tức là nó là tài sản trú ẩn an toàn, thì người ta sẽ rút tiền từ thị trường chứng khoán, rút tiền từ các cái thị trường khác, người ta chuyển sang người ta mua vàng đó, thì lúc đấy giá trị của vàng nó sẽ tăng cao. Thì tức là bản chất vàng là nó có tính chu kỳ, hoặc là bất động sản chẳng hạn, bất động sản nó có tính chu kỳ đúng không? Bây giờ các bạn thấy là đang sốt đất chẳng hạn ha, các bạn gom tiền, các bạn mua đất, các bạn rút tiền từ chứng khoán ra, các bạn bán vàng để các bạn mua đất, các bạn chờ 1 tháng 2 tháng sau 3 tháng sau giá nó tăng cao các bạn bán, các bạn chốt lời đó, thì nó là một cái chu kỳ nào đó. Tất nhiên là đến một cái giai đoạn nào đó nó tăng cao quá thì nó đóng băng, ví dụ vậy, nó gọi là thì cái bong bóng hoặc vỡ bong bóng hoặc là đóng băng. Có những giai đoạn thì nó đóng băng, nó không không thanh khoản được, cũng như giai đoạn là nó vỡ bong bóng luôn ha, là người ta kẹt tiền trong đó, thì nó gọi là đi theo một cái chu kỳ của thị trường như vậy. Nó còn ví dụ như kinh tế mà đi lên rồi người ta đầu tư phát triển rồi mọi thứ, thì những cái thứ mà phục vụ cho ví dụ tôi nói xã hội phát triển, chúng ta mở rộng các khu công nghiệp rồi mở rộng các cái khu đô thị này kia, thì cái ngành nào nó đi theo? Ngành bất động sản đi theo đúng không? Rồi ngành gì nữa? Nguyên vật liệu đi theo, giá xi măng nó tăng theo, rồi giá đất cát này kia nó cũng tăng theo. Đó thì nó phục vụ cho cái việc mà phát triển. Còn tôi nói là giờ chúng ta không có tiền chúng ta xây nhà thì lấy gì mà cái ngành ngành vật liệu nó bán được. Đó thì để chúng ta hiểu được là cái nhóm nào là nhóm có chu kỳ, nhóm nào là nhóm nhóm không có chu kỳ. Đó, vậy thì chúng ta quay ngược lại, chúng ta lại hỏi lại là vậy thì chọn đầu tư vào cổ phiếu không có chu kỳ, tức là cổ phiếu tăng trưởng, hay là chọn vào cổ phiếu mà cái giá trị nó sẽ tăng cao theo cái chu kỳ của nền kinh tế, cái này chọn cái nào? Đó thì nếu đúng ra thì chúng ta thấy là cái việc mà cả một thị trường, cả một nền kinh tế, không chỉ trong nước đâu mà chúng ta nói sơ bộ về từng cái ngành thôi, có những cái ngành sẽ có những trong giai đoạn nó phát triển, ngành này phát triển thì nó có thể là nó sẽ vô hình dung, nó có thể là nó kéo theo những ngành khác cùng phát triển. Giống như nãy tôi nói bất động sản mà phát triển ha, nhà cửa phát triển thì nó kéo theo ngành vật liệu phát triển, ví dụ vậy. Nó hoặc là ngân hàng nữa, ngân hàng cũng phát triển, chúng ta vay tiền, chúng ta mượn tiền, chúng ta để đầu tư thì chúng ta kéo theo cái ngành ngân hàng phát triển. Hoặc là khi mà chúng ta rút tiền từ thị trường chứng khoán, chúng ta đầu tư vào, chúng ta gửi ngân hàng hoặc là trái phiếu gì đó mà cái lãi suất nó cao hơn đầu tư chứng khoán, thì chúng ta chuyển luân chuyển như vậy. Thì bởi vì cái việc mà một ngành nó sẽ chi phối những cái ngành khác đó, thì chúng ta cũng có thể tính toán được cái việc mà nó phản ứng ha, các cái cổ phiếu mà nó có tính chu kỳ á, nó phản ứng một cách gọi là rất nhanh với vấn đề về 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 nền kinh tế, về cái chu kỳ của nền kinh tế. Và chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm là cái chu kỳ một nền kinh tế thì nó đi theo những giai đoạn nào, nó cũng luôn luôn nó phát triển theo một cái giai đoạn là nó tích lũy rồi nó đi lên sau đó rồi nó đi ngang một thời gian thì nó cảm thấy gọi là nó phát triển đến một mức nào đó thì nó lại phải giảm xuống. Các bạn để ý GDP của Việt Nam trong những năm gần đây nó cứ tăng, hiện tại như năm 2018 là thuộc dạng là cao nhất trong nhiều năm gần đây, thì người ta cũng đang dự đoán là nó bắt đầu, nhưng năm nay thì dự đoán là nó giảm hơn, thì có thể là nó đang trong một cái chu trình gọi là đang đi đi xuống, vòng xuống, sau khi nó đạt đỉnh rồi thì nó sẽ đi xuống đó, thì nó bắt đầu vào một cái chu kỳ có thể là gọi là suy thoái thì nó hơi quá, nhưng mà nó đang trong một cái chu kỳ từ trên đỉnh dốc đi xuống, nó đã lên đỉnh rồi thì nó phải đi xuống đó, thì nó sẽ làm cho các cái doanh nghiệp mà
cổ phiếu, cái nhóm cổ phiếu mà nó có tính chu kỳ á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng. À, nó sẽ ảnh hưởng thì nó đi theo cái chu kỳ của nền kinh tế luôn. Kinh tế đi lên thì nó đi lên theo, mà kinh tế đi xuống thì nó đi xuống theo. Tức là nó phản ứng ngay. Thậm chí nó phản ứng trước luôn á. Các bạn có để ý nhiều nhiều nhóm ngành nó sẽ phản ứng trước, ví dụ ngân hàng nhỉ. Nó phản ánh rất rất sớm về cái vấn đề về kinh tế nó sẽ suy thoái hay là nó tăng trưởng. Thậm chí là có nhiều nhà đầu tư, người ta chỉ chăm chăm nhìn vào cái lãi suất ngân hàng thôi là người ta biết cái chu kỳ nó đang ở đâu. À, nhìn vào cái lãi suất ngân hàng nó trả thôi là các bạn biết là đang tăng trưởng tốt hay là đang xu thế của nền kinh tế đang gặp khó khăn. À, thì các bạn lưu ý đó, và đến lúc nào ví dụ như cái giá trị về lãi suất của ngân hàng nó giảm thì nó có thể là nó đã hưng thịnh trở lại. Các bạn để ý những giai đoạn mà 2011 chẳng hạn, cái sau khủng hoảng kinh tế năm 2009 đến năm 2011, nó cũng lúc đấy là cũng khủng hoảng khá lớn. Các bạn thấy lãi suất ngân hàng lúc đấy có khi lên tới 21%, 20-21% một năm. Thì lúc đấy các bạn đâu cần làm gì nữa, đúng không? Tiền các bạn dồn hết vào ngân hàng, các bạn gửi ngân hàng thôi, các bạn lãnh lãi các bạn xài thôi, đâu cần làm gì. Lúc đấy là đất cũng không cần mua nữa. Nhưng mà vô hình dung thì nó lại làm theo một cái chiều ngược lại, là dòng tiền nó chạy hết vào trong ngân hàng, nó không có tác dụng gì cả. Rồi nó đẩy cho cái giá trị đầu ra của đồng tiền, tức là cái người mà cần đi vay tiền thì lãi suất rất là cao. Có rất nhiều doanh nghiệp phá sản trong những giai đoạn 2011 bởi vì họ phải vay với cái lãi suất quá cao. Vay với lãi suất quá cao để họ không, tức là cái lợi nhuận họ làm ra không đủ để trả lãi. À, và họ sẽ phá sản, và hoặc như bất động sản thì họ sẽ phải gọi là bán tống bán tháo đi. Bán tống bán tháo là vỡ bóng bất động sản trong giai đoạn đó. Thì các bạn phải phân tích được như vậy. Có nhiều người tôi nói là chuyên gia, người ta chỉ nhìn vào cái lãi suất ngân hàng thôi, người ta có thể đoán được nhiều thứ. À, thì chúng ta cũng nên như vậy, chúng ta nắm được những cái yếu tố về vĩ mô của thị trường. À, hoặc chúng ta xác định được cái chu kỳ nó sắp diễn ra như thế nào. Đó. Còn việc mà chọn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng thì như tôi nói rồi, nó là cổ phiếu có tính không có tính chu kỳ, cho nên nó kệ thị trường, muốn lên lên muốn xuống xuống, tôi ông cứ phải xài đồ của tôi thôi. Đó. Và thì nhóm cổ phiếu tăng trưởng thì khi các bạn đầu tư vào thì nó mang tính chất gọi là an toàn. À, tính chất này nó an toàn, nhưng mà cái mức độ lợi nhuận của nó là không cao. Nó cứ tăng, nó có thể đi từ từ, giống như các bạn, thay vì các bạn đi bằng như cổ phiếu có tính chu kỳ, thì chu kỳ mà đi lên thì nó giống như đi bằng máy bay rồi đó, mà đi xuống thì nó cũng như rơi máy bay luôn đó. Còn cổ phiếu tăng trưởng thì không, cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu không có chu kỳ, nó cứ tàn tàn nó đi. Thay vì bạn đi từ đây ra Hà Nội chẳng hạn thì bạn cứ túc tắc, ngày mỗi ngày bạn đi vài cây số, mỗi ngày bạn bước vài cây đó, là các bạn cứ túc tắc rồi các bạn cũng tới nơi đó. Mà kể cả là có rơi máy bay các bạn cũng đâu sợ đâu, đúng không đó, các bạn vẫn cứ đi bình thường, đằng nào rơi kệ nó. Đó, còn cổ phiếu mà có tính chu kỳ cao, mà khi kinh tế tăng cao các bạn đi, có tiền các bạn đi máy bay, các bạn không có tiền thì sao, hoặc rơi máy bay thì sao đó. Thì nói những cái ví dụ như vậy để chúng ta có thể mường tượng ra ha. Thì chúng ta, nếu các bạn nào gọi là cầu toàn, có nhiều bạn comment ở phía dưới đó bảo anh đầu tư có vẻ an toàn quá, là tôi chỉ chọn cổ phiếu là cổ tức và cổ phiếu tăng trưởng thôi đó. Thì bạn, các bạn là tức là 80% của tôi, 20% tôi lướt sóng thôi. Thì các bạn nhìn thấy 80% đó, các bạn có những bạn rành ấy, các bạn biết ấy, bảo bác chọn cái phương án đầu tư nó an toàn quá. Thì nói chung ở trên thị trường này thì chúng ta không phải là dân chuyên ha, thì chúng ta chọn cái phương án nào cho nó an toàn, để thứ nhất là bảo toàn vốn và nó vẫn có lợi nhuận là được. Chứ còn chúng ta không phải là dân gọi là có số vốn quá lớn hoặc là có quá nhiều tiền mà chúng ta gọi là chơi một cái canh bạc tất tay làm gì, để mà chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó theo tính thị trường. Hoặc là cái cổ phiếu mà gọi là cổ phiếu giá trị ấy, thì các bạn phải đi tìm kiếm, các bạn phải lựa chọn những doanh nghiệp nào nó liên quan đến, ví dụ các bạn tìm là những doanh nghiệp nó có chỉ số P/E chẳng hạn, bỏ P/E thấp thì con này đã đang bị định giá thấp và sau này nó sẽ tăng cao. Đấy là cái cách mà chúng ta định giá cổ phiếu ha. Thì chúng ta cho nó rằng nó là cổ phiếu nó có giá trị và nó sẽ tăng. Tuy nhiên là nó, do bản chất nó là cổ phiếu theo chu kỳ, cho nên là nếu các bạn chọn đúng và nếu nó đi theo đúng chu kỳ, đúng theo những cái dự đoán của các bạn. Bởi vì các bạn, nếu mà các bạn chọn theo cổ phiếu giá trị thì các bạn phải dự tiên đoán được rằng ví dụ sau 2 năm nữa chẳng hạn. Ví dụ đi, tôi nói ví dụ như các bạn bảo sau 2 năm nữa thì bất động sản nó phát triển, thì tao đầu tư vào nhóm cổ phiếu mà sản xuất nguyên vật liệu xi măng rồi này nọ, thì người ta xây dựng nhiều. À, kinh tế phát triển ở các thành phố mở rộng này kia thì người ta sẽ xây dựng nhiều, cho nên là sản xuất về xi măng, sắt đá, sắt thép này nọ nó sẽ phát triển rất là cao. Nên tao nhắm là gom mua cổ phiếu đó. Thì đó là cái cách mà các bạn dự đoán. À, dự đoán về tương lai và sau này nó như thế nào. Hoặc là ví dụ như một cái doanh nghiệp nào đó nó mới lên sàn, hoặc nó sản xuất những cái ngành gọi là khá là mới chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ là một cái trào lưu, bây giờ rất nhiều doanh nghiệp mà đang hướng đến một cái trào lưu mới, đó là đầu tư vào năng lượng, gọi là năng lượng sạch, giống như là năng lượng điện mặt trời chẳng hạn. Đó. Thì là một cái xu thế mới, tức là xu thế mới mà chúng ta hướng đến và chúng ta kỳ vọng nó đóng góp cao.
tôi đang ví dụ vậy thôi nha, còn bản thân cái ngành năng lượng mặt trời thì nó cũng đang có những cái bất cập của nó, chứ không phải là nó sẽ tốt hết đâu. Có thể trước mắt nó sẽ tốt nhưng mà về lâu về dài thì nó không tốt đó. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc, chứ không phải định định lượng được, hoặc là chúng ta dự đoán là cái ngành nào nó sẽ có lợi thế trong tương lai đó. Hoặc là các bạn thấy ở lãi suất ngân hàng mà nó giảm, lãi suất ngân hàng giảm thì các bạn thấy sẽ đấy thì các doanh nghiệp sản xuất nó sẽ giá trị của nó sẽ tăng cao, bởi vì người ta có thể vay được tiền của ngân hàng với lãi suất thấp hơn để người ta tái sản xuất, để người ta sản xuất ra những cái công cụ khác. Rồi thậm chí là giống như bây giờ ngân hàng nhà nước siết tín dụng của ngân hàng cho vay bất động sản thì bất động sản sẽ gặp khó khăn, đúng không? Nó siết tín dụng lại, ví dụ vay bao nhiêu đó là ví dụ trên 3 tỷ hay nhà ở xã hội 3 tỷ là không được vay hay gì gì đó, tức là vấn đề về siết tín dụng của ngân hàng thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản đó. Thì các bạn phải hiểu được là cái mối liên hệ giữa các cái thị trường và các cái nhóm ngành với nhau, cũng như là cái chu kỳ chung của thị trường kinh tế và các cái chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước đó, để chúng ta chọn một cái xu hướng như thế nào đó. Chứ không phải là cứ ông nào P/E thấp là mà cái ngành ngon ngon, ví dụ như cổ phiếu bất động sản thấy con này nắm cả hàng mấy chục hecta đất, mấy nghìn hecta đất mà P/E của nó có 5 thôi 6 thôi thì ngon quá, chúng ta mua để 5 năm sau xem nó như thế nào. Cái đó là một cách định giá thôi. Còn tôi nói 5 năm sau, ví dụ như là càng qua thời gian thì cái thời gian thuê đất của nó càng bớt đi, đúng không? Có những doanh nghiệp họ cho thuê đất thì nó chỉ 50 năm thôi, mà cho 20 năm rồi vẫn chưa cho thuê được, thời gian chỉ còn 30 năm thôi thì sẽ càng khó để cho thuê. Ví dụ như vậy, chúng ta phải có nhiều cái góc nhìn, chứ chúng ta không thể nhìn một góc nhìn là cứ thấy ông nào marketing bảo thằng này đất nó nhiều lắm, đất bạt ngàn thiên dã luôn, thì chúng ta nhảy vô xem thử. Đó, nhiều khi đất nó nhiều nhưng mà cuối cùng đất chỉ là đất thôi, không có tiền để đầu tư vào đó thì làm sao mà nó phát triển được, làm sao nó bán được. Đó. Rồi vậy thì còn một cái trường phái tiếp theo, đó là trường phái cổ tức, đúng không? Trường phái cổ tức thì như thế nào? Trường phái cổ tức này thì nó bao gồm cả hai cái này, nó bao gồm cả tăng trưởng và cả giá trị, tức là cả có chu kỳ và không có chu kỳ. Bởi vì có nhiều bạn thì lại bảo là lúc này nếu tôi nói như thế này thì nhiều bạn lại suy nghĩ bảo ông là người theo trường phái cổ tức cho nên ông cổ xí cho cái hình thức này. Tôi không nói như vậy ha, còn tùy các bạn thôi. Tức là cổ tức là sao? Nếu mà cái cổ phiếu nào các bạn chọn cổ phiếu để nhận cổ tức mà nó vừa có tính giá trị mà vừa có tính tăng trưởng thì là tuyệt vời. Cái này mới là khó. À, chứ còn cái việc mà nó trả cổ tức cao, ví dụ cái đùng phát là 5 năm thua lỗ, cái năm nay nó lời quá, tự nhiên nó bán một cái công ty con chẳng hạn, nó lời quá, nó trả cổ tức cho các bạn cao chót vót. Cái đấy không phải là trường phái cổ tức, và đó không phải là cái doanh nghiệp tốt. Không phải là tôi không nói là doanh nghiệp không tốt, nhưng mà ý là nói là chưa chắc là nó sẽ tốt trong tương lai. Nếu mà chúng ta mua, chúng ta chỉ để trông chờ năm sau nó cũng sẽ trả cao như vậy thì là không đúng. Là các bạn hiểu không ạ? Tức là nếu các bạn chọn được cổ phiếu mà trả cổ tức cao đều hàng năm mà nó thuộc cái ngành này, tức là ngành không có tính chu kỳ mà nó an toàn, ngành an toàn mà tức là nó dù có biến động như thế nào thì cái thị giá của nó không thay đổi nhiều, tức là chúng ta cầm nó chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta cứ yên tâm là tao cứ cầm mày rồi năm sau tao lại nhận cổ tức, năm sau nữa tao lại nhận cổ tức, cứ năm nào tao nhận cổ tức, còn giá của mày cứ loanh quanh đâu đó cũng được, không cần, tao chỉ cần cổ tức thôi, tao không cần mày phải tăng giá làm gì. Đó, mày an toàn, và khi thị trường xuống giá thì mày cứ đứng im cho tao là được. Đó thì ý nghĩ của các bạn là như vậy. Còn nếu trường hợp mà các bạn chọn được cái cổ phiếu mà nó trả cổ tức cao và nó có cả yếu tố tăng trưởng, tức là yếu tố phòng thủ ổn định này, và nó cả có yếu tố giá trị, tức là cái giá của nó sẽ tăng cao trong tương lai, thì là rất tốt, rất hiếm mà các bạn. Nhưng mà đôi khi các bạn cũng sẽ chọn được những cổ phiếu như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi là cái cổ tức cao, bởi vì nó có lợi nhuận nhiều thì nó mới trả cho các bạn cổ tức cao được. Và nó lại vô tình nó thuộc một cái ngành này. Tôi nói ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ các doanh nghiệp về điện chẳng hạn, bản thân người ta chỉ làm thủy điện thôi thì nó cứ tàn, năm nào nó cũng sản xuất bằng đó nhiên liệu đó. Bây giờ nó lợi nhuận, nó dùng lợi nhuận nó đầu tư thêm năng lượng, ví dụ năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thì nó có thêm vô, nó có thêm ngành mới thì cái giá trị của nó tăng cao, thì thị giá cổ phiếu nó cũng đi lên, nó vừa trả cổ tức cao, vừa thị giá cao, và nó vừa thuộc ngành an toàn, thì là quá ok đó. Còn không thì tối thiểu các bạn cũng chọn được là nó trả cổ tức cao và đều là tốt. Rồi vừa cổ tức cao vừa đều vừa tăng trưởng là tốt, mà vừa cổ tức cao vừa tăng trưởng mà vừa có giá trị tăng cao khi nó mở rộng sản xuất rồi này kia nữa thì là quá ok đó. Thì làm sao các bạn có thể kết hợp để các bạn chọn được mỗi cổ phiếu mà hội tụ đủ ba cái yếu tố này là tốt nhất. Không phải là không có nha, các bạn, trên thị trường cũng có đó, mà có thể nó ít hơn, hoặc là cái cách định giá, cái cách đánh giá của các bạn nó khác thì các bạn sẽ chọn cổ phiếu nó khác. Còn không thì các bạn tối thiểu nó cũng đạt được hai cái tiêu chí này là quá ổn rồi. Cổ tức cao mà giá sẽ tăng cao trong tương lai, ai mà không thích, đúng không? Vừa ăn được cổ tức, vừa ăn được cái vấn đề thị giá nó tăng thì ai mà không khoái. Đó, thì cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn là để cho các bạn hiểu được là như thế nào là cái cổ phiếu tăng trưởng ha. Như thế nào là cái cổ phiếu tăng trưởng, và như thế nào là cái cổ phiếu giá trị, cũng như là
chọn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu giá trị thì nó tốt hay là cổ phiếu cổ tức nó tốt. Tức là ở đây làm sao chúng ta chọn được cổ phiếu nó hội tụ đủ cả ba cái yếu tố này. Đủ cả ba yếu tố này. Còn tất nhiên là các bạn phải cân nhắc là cái yếu tố nào nó nặng hơn. Ví dụ yếu tố nào nó đặt cái tỷ trọng cao hơn thì chúng ta chọn chúng ta đầu tư, chứ không phải là tôi cổ xí cho một cái nhóm nào, một cái nhóm, một cái hành động nào. Nó cũng giống như nhiều bạn xem video thì biết là tôi chẳng phải làm việc cho công ty chứng khoán nào cả. Cho nên các bạn hỏi tôi mở tài khoản hoặc là nhờ các bạn hướng dẫn thì comment thì tôi sẽ trả lời thôi, chứ còn không có vấn đề gì, không có phụ thuộc vào công ty nào. Các bạn thích mở tài khoản ở đâu các bạn mở ha, các bạn cần gì mà hỗ trợ thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đó. Rồi thì cái chia sẻ video hôm nay nó ngắn như vậy thôi, để cho chúng ta có thêm một cái góc nhìn, một cái vấn đề mà chúng ta có thể hình dung được. Và sau này các bạn cũng không thắc mắc là sao lúc nào tôi cũng hay nói về cổ tức, hay nói về tăng trưởng, hay nói về giá trị này kia, và các bạn không biết là phân vân, không biết chọn cái thằng nào. Đó, thì các bạn phải hiểu được một ý là với cổ phiếu tăng trưởng thì nó như thế nào, và với cổ phiếu giá trị nó như là, với cổ phiếu cổ tức nó như thế nào là như vậy. Ha, các bạn hiểu nha. Với cổ phiếu tăng trưởng thì nó không có chu kỳ và không phụ thuộc vào chu kỳ của nền kinh tế. Cổ phiếu giá trị thì là nó có chu kỳ và nó phụ thuộc vào một cái chu kỳ nhất định của một ngành, của một nền kinh tế. Đó. Thì có thể là giá trị nó sẽ đi lên hoặc đi xuống theo một cái chu kỳ đó. Còn cổ phiếu cổ tức thì nó trả cổ tức cao và bền vững là được. Chứ còn cao đột xuất là không nên nha. Chứ không phải là nay nó trả cao quá, anh em thấy năm nay thằng này trả cao quá em nhảy vô mua, chờ năm sau nó chia tiếp chưa chắc. Còn thằng nào nó trả 3 4 năm liền, 5 năm liền, 10 năm liền mà liên tục và cao và đều. Đó thì đó mới là thằng ổn. Vậy thôi, thì một số chia sẻ ngắn như vậy thôi. Làm clip dài quá thì các bạn chê ông nói nhiều, nói dài dòng, mà làm clip ngắn quá thì các bạn lại bảo là không hiểu hết, không hiểu hết ý. Và thật sự là đúng là có nhiều clip là tôi cũng muốn, lúc mà tôi nghĩ thì có thể là tôi sẽ nói, nhưng mà rồi trong cái mạch nói là tôi không, tại do là không có chuẩn bị gì hết, cho nên là cứ nghĩ tới đâu nói tới đó, cho nên là có nhiều cái là tôi quên. Thì các bạn có thể là comment, các bạn hỏi liền ha, thì tôi sẽ phản hồi ở phía dưới và các bạn khác cũng xem được, thì chúng ta tích lũy thêm, chúng ta hiểu thêm. Chứ còn cũng đúng là có nhiều khi tôi cũng chia sẻ về cổ tức đó mà nói không hết đó. Rồi cũng nói về một ngành nào đó nhưng mà cũng nói không hết các cái ý trong nó, nó thiếu ý này thiếu ý kia. Nhiều khi thì nghĩ là sẽ nói nhưng mà rồi đến lúc nói thì nó lại quên. À, thì các bạn cũng hết sức thông cảm như vậy. Và còn có gì thắc mắc thì các bạn comment ở phía dưới. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tối nay, để có những cái nhận định về thị trường cũng như là những cái hướng lựa chọn cổ phiếu mà chúng ta trading trong giai đoạn này như thế nào. Chứ không phải là chúng ta thấy thị trường nó xấu quá rồi chúng ta hoảng hồn, chúng ta ngồi im hay là chúng ta hoang mang này nọ đó. Rồi thì cũng có một số ý liên quan nữa, nhưng mà khi mà tôi nói với các bạn như thế này tôi lại nghĩ ra một số cái vấn đề và một số cái chủ đề khác để chia sẻ cho các bạn rồi đó, nhưng mà có thể là có thời gian làm hay không thôi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.